Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Nếu như các bạn đang tìm kiếm một chiếc loa Bluetooth có chống nước để các bạn có thể đi bơi, đi dã ngoại mà yêu cầu là phải công suất lớn, nhỏ, gọn, đẹp, thời trang, âm thanh thì sạch sẽ, bass căng mà ác cái là giá dưới 1 triệu thì chiếc loa Bluetooth Joinmax T7 này sẽ là một sự lựa chọn đáng để cân nhắc. Vậy thì chiếc loa Bluetooth Joinmax T7 này nó có những cái điểm cộng và điểm trừ gì thì mời các bạn xem video. Đầu tiên là về phần thiết kế thì chiếc loa Bluetooth Joinmax T7 này nó có thiết kế dạng hình trụ khá là chắc chắn và vừa dặn trong lòng bàn tay luôn nha các bạn. Kết hợp thêm một cọng dây dù như thế này đó, giúp cho các bạn có thể xách em nó đi khắp thế gian luôn. Các bạn muốn để trên bàn cũng được, hoặc là các bạn có thể treo lên trên cây thì cũng được luôn nha. Và trọng lượng của em nó thì chỉ có 870g thôi các bạn, cũng hơi đầm đầm tay đó, chứ cũng không nhẹ mà cũng không nặng lắm nha các bạn. Chúng ta có phần trên đầu này là một cái núm dặn vô cực các bạn. Đó, tại sao gọi là vô cực? Là ở đây nè, các bạn có thể dặn xoay hoài được luôn nha các bạn. Và các bạn xoay qua bên phải, xoay hoài được luôn. Đó, giúp cho các bạn có thể tăng giảm âm lượng một cách cực kỳ dễ dàng luôn. Mà một số loa Bluetooth trên thị trường á, thì họ thiết kế nút cảm ứng hoặc là nút bấm. Nhưng mà cái phần này là mình thích nhất ở trên các loa Bluetooth của Joinmax. Họ thiết kế cái phần này, kiếm cơ, tăng giảm âm lượng, rất là đã nha. Và một điểm nhấn nữa đó là dãy đèn RGB ở đây các bạn. Đó, có thể chớp tắt theo nhạc và các bạn có 4 tùy chọn chế độ đèn bằng cách chúng ta bấm một lần vào trong cái nút nguồn này. Đó, để các bạn có thể là chỉnh được 4 cái chế độ đèn khác nhau. Nhưng mà đây là điểm nhấn, cũng là điểm trừ trên cái loa Bluetooth Joinmax T7 này luôn các bạn. Tại sao mình nói nó là điểm trừ? Tại vì á, theo như nhà sản xuất công bố á, thì chiếc loa này chúng ta xài được 12 tiếng. Nhưng khi các bạn bật chế độ đèn RGB này lên thì chúng ta chỉ còn được có 4 tiếng thôi các bạn, mất hết 6 tiếng luôn ha. Nhưng mà thực chất á thì mình đã test rồi, ở trên cái chiếc loa này khi mà mình bật đèn thì mình sử dụng được tầm khoảng gần 5 tiếng á các bạn. Xuống dưới phần thân này thì chúng ta có một dải nút bấm được lót bằng cao su mềm, các bạn bấm vô rất là đã tay. Ở đây chúng ta có nút nguồn, nút lùi bài, nút play, nút chuyển bài và cuối cùng là cái nút show volume. À, ở dưới này á nữa thì chúng ta có một cái nắp đậy rất là kín nha các bạn. Đó, tại vì cái loa này đạt tiêu chuẩn chống nước IPX7. Thì cho bạn nào chưa biết chống nước IPX7 là như thế nào, là các bạn có thể bỏ cái loa này xuống dưới nước ở độ sâu 1m trong vòng 30 phút thì các bạn có thể lấy lên sử dụng một cách bình thường. À, nó vẫn hoạt động bình thường, không bị gì nha các bạn. Thì với cái chế độ chống nước IPX7 này thì giúp cho các bạn có thể đem chiếc loa này đi dã ngoại, không sợ trời mưa, hoặc là các bạn có thể hoàn toàn đem ra bể bơi, các bạn vừa bơi vừa nghe nhạc cũng rất là ok luôn. Thì ở đây cái nắp này khi mà chúng ta dở lên thì bên trong này chúng ta có một cái lỗ cắm Type-C để sạc cho chiếc loa và một cái khe cắm thẻ nhớ microSD ha. Có nhiều bạn không biết cái nút show volume này á, nó có tác dụng gì. Thì cái nút này nè các bạn, nó có tác dụng là để các bạn có thể chỉnh nhanh EQ, hoặc là các bạn có thể mua thêm một cái loa Joinmax T7 này. Thì cái nút show volume này nó có tác dụng là kết nối hai loa Joinmax T7 với nhau để nó phát ở chế độ double show, chế độ stereo đó các bạn. Xung quanh phần thân này thì chúng ta được bọc một lớp vải dù khá là chắc chắn, nhưng mà mình đánh giá có một điểm trừ là độ hoàn thiện nó chưa cao, nhưng mà điểm trừ này thì chúng ta chấp nhận được nha các bạn, tại vì đây là một cái loa giá chỉ dưới 1 triệu thôi. Nhưng mà một điểm trừ nữa khi mà quấn dây dù nè, tạo cho các bạn cầm nắm nó không có bị trơn trượt, cũng đồng thời nó dễ bám bụi bẩn hơn, khó vệ sinh hơn nha các bạn, cái phần lớp vải dù quấn quanh thân này. Về phần kết nối á thì chúng ta có kết nối Bluetooth là 5.3 Bluetooth mới nhất, giúp cho các bạn có thể kết nối với hầu hết các thiết bị thông minh hiện nay. Và giống như lúc nãy mình có chia sẻ thì cái loa Bluetooth Joinmax T7 này có chế độ là kết nối hai cái loa đồng thời với nhau để các bạn phát nhạc stereo. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể kết nối với app Joinmax để các bạn có thể tùy chỉnh EQ, chỉnh đèn hoặc là cập nhật firmware cho cái chiếc loa Joinmax T7 này. Về phần pin thì giống như ở đầu video mình có chia sẻ với các bạn, nhà sản xuất công bố thì
cái loa John Max T7 này có thể sử dụng 12 tiếng đồng hồ khi các bạn không sử dụng cái đèn RGB này, và các bạn chỉ sử dụng được 4 tiếng khi các bạn mở cái đèn RGB này. Nhưng mà mình đã test thực tế trên cái loa T7 này các bạn, thì mình mở đèn như thế này, mình xài được gần 5 tiếng nha các bạn. Về phần sạc pin thì các bạn mất khoảng 3 tiếng để có thể sạc đầy pin cho em nó nha. Về phần âm thanh thì John Max T7 được thiết kế hai cái loa hai bên hông đảm nhận chép, và một cái loa ở phía dưới đáy được thiết kế lõm vô như thế này, đó đảm nhận vai trò là bass. Với ba cái loa được thiết kế như vậy đó, cho nên John Max T7 phát ra âm thanh là ở 360 độ, cho dù là các bạn ở phía trước, phía sau hoặc là bên trái bên phải gì thì các bạn cũng có thể nghe nhạc một cách thoải mái. Thậm chí là các bạn để đứng hoặc là để nằm thì các bạn cũng nghe nhạc một cách rất là bình thường, không có bị mất tiếng. Tại vì nhà thiết kế họ thiết kế phần đáy này là lõm vô, các bạn để xuống bàn nó không có bị che mắt âm thanh. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn có hai cái khe hở hai bên như thế này đó, để cho các bạn có thể nghe nhạc một cách thoải mái mà không sợ bị mắc tiếng, cho dù các bạn để ở vị trí nào đi chăng nữa. Và John Max T7 này nó có cái công suất là 30W. 30W là sao các bạn? Là giúp cho các bạn nghe nhạc ở trong cái căn phòng khoảng 40-50m thì nghe rất là bình thường, rất là ổn nha. Và ở ngoài trời thì ở không gian ví dụ như dã ngoại, ví dụ như là ở hồ bơi thì các bạn nghe vẫn to, rõ, sạch sẽ nha các bạn. John Max á, họ thiết kế cái loa bass ở dưới đáy này với một cái thiết kế là lõm vô, thì các bạn để xuống bàn á, khi mà các bạn bật những cái bài nhạc mà sập sình, nhạc sôi động á, thì nghe nó rất là đã, rất là hay luôn các bạn. Nghe kiểu như là bùm 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 vậy đó. Thì nghe hay như thế nào thì một lát nữa mình sẽ cho các bạn nghe thử nhạc trên cái chiếc loa John Max T7 này. Chốt lại ha, ngoài những cái tính năng mà nổi bật mình nêu trên thì chúng ta cũng có một số điểm trừ nho nhỏ trên cái loa John Max T7 này. Nhưng mà những cái điểm trừ đó là chấp nhận được, tại vì giá nó quá rẻ các bạn, dưới 1 triệu. Dưới 1 triệu thì chúng ta có âm thanh to, rõ, sạch sẽ, âm bass cực căng luôn, có chống nước IPX7, nhỏ gọn, đẹp thời trang thì quá ổn trong tầm giá luôn rồi, phải không các bạn? Các bạn nghĩ sao về chiếc loa Bluetooth John Max T7 này thì hãy để lại bình luận phía dưới video nha. Nếu mà các bạn quan tâm tới chiếc loa John Max T7 này thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả video cho các bạn bấm vô tham khảo ha. Tất cả các link luôn, đầy đủ link cho các bạn luôn nha. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn về chiếc loa Bluetooth John Max T7 này. Các bạn đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.